Rồi, xin chào các bạn, quay trở lại với nông nghiệp sạch các bạn nhé. Thì hôm nay trời cũng đã hừng nắng rồi, mình tiến hành vừa làm cỏ vừa bỏ phân. Đợt cuối các bạn ạ, thì kết thúc của cái vụ cà phê năm 2020 các bạn nhé. Thì đâu đó chỉ còn có 1 tháng nữa thôi là mình tiến hành hái cà. Thì để truyền tải với các bạn cái clip tiếp theo về cái chương trình gọi là quản lý dinh dưỡng trong trong đất các bạn nhé, và của cái ngành nông nghiệp này. Thì mình đã làm cái clip số 3 rồi, thì tiếp tục bây giờ mình truyền tải đến các bạn cái clip số 4. Thì ở đây các bạn này, cái cà phê của mình thì thu nhập chính của mình ấy, thì nó nằm ở cái vườn cà phê 900 cây này các bạn nhé. Thì cái vườn cà phê này là ngày xưa nguyên thủy ạ, khi mình tiếp nhận của bố mẹ mình ấy, thì nó độc canh cây cà phê thôi các bạn, không có cái gì khác. Thì được ngàn mốt cây các bạn, sau đó là mình trồng sen bơ rồi trồng sen sầu riêng nữa. Thì bây giờ nó đã hình thành được một cái vườn cũng rất là bài bản rồi các bạn ạ. Đấy. Thì cái cách của mình làm ấy, thì hôm nay mình chia sẻ thêm một cái cách làm nữa các bạn ạ. Thì mình nói thú thật với các bạn. Ngày xưa mình làm đấy, tức là cách đây 7 8 năm đấy, mình làm thì nói thật với các bạn thì mình hai bàn tay trắng. Đấy, cưới vợ về rồi bố mẹ cho ở riêng thì cũng cho đâu đó thì cái vườn ở ngoài kia thôi. Thì mình bắt đầu là mình cũng đi làm thêm rồi cũng tập làm cà phê rồi mình phát triển, mình lấy ngắn mình nuôi dài các bạn. Đấy. Thì cứ được bao nhiêu thì mình quay trở lại mình đầu tư trở lại. Đấy, sau đó rồi mình làm thêm được 1.000 mốt cây này nữa. Thì trong vòng 7 8 năm các bạn thì mình học hỏi kinh nghiệm rồi của các anh chị đi trước, rồi mình tham gia vào một cái dự án cà phê các bạn. Như tôi gọi là dự án cạnh tranh nông nghiệp ấy của Sở Kế hoạch Nông nghiệp tỉnh Đắk Lắk kết hợp với lại là World Bank ấy, tức là Ngân hàng Thế giới đấy, tài trợ cho cái vùng cà phê của Việt Nam mình ấy. Thì thú thật với các bạn chứ mình thực hiện cái phần phần B nhá, tức là trực tiếp làm cây cà phê đây. Thì nói thật với các bạn chứ mình là cha đẻ của cái một cái dự án, mình viết từ đầu đến cuối cái phương án sản xuất kinh doanh cà phê đó. Thì hơn ai hết mình rất hiểu cái cây cà phê này các bạn. Mình đi mình tìm tài liệu từ niên gián thống kê của huyện, của tỉnh. Cái có cái số liệu vậy là thống kê của huyện đấy, của tỉnh đấy, thì mình bắt đầu là mình so sánh với lại là phương pháp bà con mình thực hiện. Thì mình nhận ra một điều rằng á, cái thống kê của cái số liệu thống kê á, nó rất là thấp so với lại là sản lượng của bà con của mình. Thì để mình chứng minh các bạn nhé. Năm 2011 mình bắt đầu mình viết cái phương án kinh doanh đấy, thì cái số liệu của niên gián thống kê các bạn nhé, một một hecta cà phê đấy, tức là 1.000 cây đấy, thì chỉ thu nhập được 1,9 đến 2,1 tấn các bạn nhé, tức là 1.900 kg đến 2.100 kg các bạn nhé. Đấy, thì cái số liệu mà của liên gián dẫn cái cuốn là niên gián thống kê đấy. Thì nhưng mà thực tế của bà con của mình ấy, mình biết rằng những cái năm 2000 đến năm 2013 14 đấy, khi mà tiêu chưa thịnh hành đấy, thì cái cà phê các bạn bà con mình ấy là đạt cái sản lượng rất là khủng khiếp luôn. Có những vườn ấy là 1.000 cây người ta thu đến cả 8-9 tấn các bạn ạ. Vượt xa cái mốc gọi là cái của cái niên gián thống kê. Đấy. Thì Nam An cái câu chuyện về cái dự án cạnh tranh nông nghiệp, thì để các bạn hình dung ra rằng á, mình cũng rất là lăn lộn cái vấn đề làm cà phê đấy. Thì trải qua rất là nhiều thời gian tìm hiểu, học hỏi, tìm tòi các bạn, thì mình nhận ra điều rằng á, là cái cây cà phê sau khi mà canh tác và thu thu hái đấy, thì cái đất các bạn, cái đất này nó bạc màu rất là nhiều. Cái sản lượng bà con của mình hàng năm ấy, khi đạt đến cái ngưỡng đỉnh á, thì bắt đầu đi xuống các bạn, nó đi xuống, nhất là cái nông trường các bạn, nhiều nông trường lắm, đến cái năm thứ 20 mấy á, là bắt đầu là phải chặt đi hết các bạn. Đây các bạn thấy cái giống cà của mình đây, đây các bạn, cái giống cà đã chín rồi. Giống cà này là giống cà vú bò 100% các bạn thấy nhìn rất đẹp luôn. Cái vườn này mình ưng ý nhất là cái vườn này các bạn, mình cố gắng mình bảo tồn cái vườn này. Đây đây các bạn, cái trái hạt rất là to luôn, đây rất là to các bạn, mà nó xít trái, nó giòn dễ hái các bạn ạ. Đấy. Thì mình được cái vườn này là một
1.001 cây thì mình phá đi 200 mình trồng sầu riêng. Đấy thì còn lại 900 thôi. Mà 900 toàn cà phê đẹp các bạn. Cà phê này có ai nghĩ là hai mươi mấy năm rồi các bạn. Đấy. Thì báo cáo với các bạn chưa? Những cái năm mà mình mới tiếp quản mình làm cái vườn đây ạ. Có thật với các bạn chưa? Mình cũng dùng thuốc bảo vệ thực vật, mình phun thuốc diệt cỏ dẫn đến cái cây cà nó xuống cấp rất là mạnh luôn các bạn ạ. Đấy. Cái độ mùn không có thì bắt đầu là mình mới tìm hiểu ấy. Cái biện pháp ngâm phân các bạn. Đấy. Thì ban đầu ấy cái dự án cạnh tranh nông nghiệp đưa ra đấy, tức là nó có quy trình ủ phân các bạn, tức là dùng cái phế phẩm của cái vỏ cà đấy. Thì cũng chỉ là dùng cái gọi là chế phẩm nấm nấm các bạn, nấm đối kháng Trichoderma bacillus đấy. Rải lên một lớp rồi xây một cái bể rồi tưới nước vào rồi ngâm để cho cái cà nó mục ra rồi lại bỏ cho người cây cà. Thế thì cái phương pháp đó là cổ điển các bạn nhé. Cái phương pháp đó theo mình nhá, là nó không có tối ưu, bởi vì cái chi phí với lại cái công nó rất là nhiều, cực nhiều các bạn ạ, rất là nhiều luôn. Thì với lại cái thời gian phục hồi cây nó rất là lâu, mình thừa nhận nó rất là lâu các bạn. Các bạn không tin các bạn cứ làm cái vỏ cà đấy, các bạn ngâm ngâm xong bắt đầu là các bạn bỏ đi thì cũng phải vài ba năm nó mới có tác dụng. Đấy thì bắt đầu mình chuyển qua, mình sau một thời gian mình không có tham gia vào cái dự án cà phê nó nữa, bởi vì nó liên quan đến nhiều thứ các bạn, nó liên quan nhiều thứ thì mình không thể tiện đây. Thì mình tham gia được hơn 2 năm thì mình bắt đầu là mình nghỉ, mình không có làm cái dự án cạnh tranh nông nghiệp đấy nữa. Thì mình bắt đầu mình về mình tìm tòi, thì bắt đầu là mình tiếp cận được cái phương pháp gọi là ủ phân đậu nành các bạn. Thì về phía Bắc, mình có một cái chuyến công tác, cái năm 2012 mình có một chuyến công tác đi ra ngoài ngoài phía Bắc ấy các bạn ạ, mấy tỉnh phía Bắc đấy. Thì mình biết được một một vườn các bạn, người ta ngâm ủ cái phân đậu nành này, thì người ta để người ta tưới bưởi với lại là tưới bón cho cây chuối các bạn, bón cho cây chuối đó ở Nam Định các bạn nhá. Mình có một ông anh kết nghĩa ở Nam Định nhá, mình cũng về thì mình thấy người ta làm như vậy thì mình bắt đầu là mình về mình tìm hiểu, bắt đầu là mình cũng mua phân đậu nành về mình ủ các bạn. Thì báo cáo với các bạn này trên này, cái phân đậu nành đấy các bạn ủ đấy, thì ngày xưa đấy mình ủ bằng cái phương pháp truyền thống, tức là các bạn dùng cái chế phẩm EM các bạn, chế phẩm EM của Đại học Một Nông nghiệp ấy người ta sản xuất ra. Thế thì cái chi phí giá thành báo cáo với các bạn luôn là cũng rất là cao, cực kỳ cao các bạn nhé. Những cái năm trước là cái giá tiêu nó cao đấy, tức là 200.000 hơn 100.000 á, thì bạn mua cái chế phẩm nông nghiệp đấy rất là dễ, bởi vì người ta dùng cái đó người ta phân hủy cái xác động vật với hữu cơ, điển hình như là bánh dầu các bạn, bánh dầu các bạn. Thì cái bánh dầu tức là dầu đậu phụng đấy với lại là phân cá để người ta bỏ cho tiêu các bạn. Thì các bạn tiếp cận lại là những cái chế phẩm đấy rất là dễ đấy. Các bạn mua 1.800.000 công ship vào từ Hà Nội vào thì đâu đó 200.000 nữa là 2 triệu các bạn ạ. Đấy thì các bạn được một cái can gọi là can men EM thức sơ cấp, rồi sau đó các bạn dùng cái men sơ cấp đấy các bạn nhân sinh hóa ra thành EM thứ cấp, rồi các bạn dùng đói để các bạn ngâm ủ đậu nành rồi phế phẩm từ bã động vật thực vật các bạn bón ngược lại cho cây. Thì báo cáo với các bạn những cái phương pháp đấy là phương pháp cổ điển ngày xưa, thì nó đối với mình nó trở thành dĩ vãng rồi, bởi vì cái chi phí rất là cao. Các bạn cứ nghĩ coi, một cái can EM thứ cấp sơ cấp đấy là 1.800.000, rồi công ship 200 và thành 2 triệu, sau đó là các bạn phải lại mua mật dĩ đường rồi tùm lum thứ đó, các bạn nhân sinh hóa ra thành EM thứ cấp rồi các bạn ngâm được. Thì thời gian ngâm ủ với báo cáo với mọi người chứ nó rất là dài luôn. Thời gian các bạn nhân sinh hóa cái EM thứ cấp ấy thì nó mất đâu đó 1 tuần, và các bạn phải ngâm ủ thêm là 35 đến 40 ngày nữa thì nó rơi vào khoảng mình cho là 50 ngày các bạn ạ, mới dùng được một mẻ. Thì cũng rất là lâu các bạn. Mà các bạn biết là cái thời gian bón phân ấy cho nông nghiệp ấy thì nó phải là kịp thời các bạn nhé. Thì làm cái công tác đó rất là lâu. Và hai nữa, thời gian các bạn ngâm ủ phân như vậy thì các bạn không làm được cái gì khác, cứ phải ở nhà khuấy đảo các bạn. Đấy. Thì nhưng mà mình chia sẻ với cái vấn đề này các bạn. Nói là dùng men vậy để các bạn ngâm ủ nhưng mà nó vẫn còn mùi hôi các bạn nhé. Nó phân giải tức là không đạt yêu cầu.
hoặc là do người nông dân mình áp dụng chưa đúng cách, hoặc là cái men đấy là chưa đủ độ tinh khiết, hoặc là lên men thành công thì nó dẫn đến là cái phân bạn ủ ấy, nó phân 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 giải nó chưa chưa được hiệu quả thì vẫn còn mùi hôi thối các bạn. Nó chỉ đỡ đi thôi, mình thừa nhận nó đỡ đi thôi chứ nó không không thể nào mà nó hết đi được. Đấy. Thì mình áp dụng là 6 năm nay, năm nó 5 6 năm nay được các bạn. Đấy là cái truyền thống ngày xưa các bạn nhá. Thì sau đó các bạn nhá, cái em cái chế phẩm em á mà mua ở Hà Nội bắt đầu nó khó dần đi. Thì cách đây 2 3 năm các bạn bắt đầu giá tiêu nó thấp thì những người mà kinh doanh cái chế phẩm đó thì người ta không còn lợi nhuận nhiều, tức là ít người mua thì người ta không không bán nữa, tức là người ta không đem về đại lý người ta bán nữa, thì mình tiếp cận cái men đó rất là khó, cực khó các bạn nhé, đấy cực khó luôn, thì dẫn đến một cái tình trạng là bà con muốn ủ phân đó, thì các bạn rất là khó tiếp cận được cái chế phẩm đấy, thì người ta thay thế các bạn, người ta thay thế bằng cái nấm Chicoderma và cái sản phẩm Brutit, thì bây giờ người ta ra một combo các bạn, một combo thì nó có một cái dạng gọi là em mix và em gel đấy, một cái thằng khử mùi, một cái phân giải các bạn nhé. Thì đâu đó thì nó dễ làm hơn một chút, nhưng mà cái thời gian cũng 35 đến 40 ngày thì cũng các bạn phải xả hết ngay, chứ các bạn để lâu ấy thì nó vẫn còn mùi hôi thối các bạn, nó không như là mình mong muốn đấy. Sau đó các bạn nhá, thì các công ty mới cho ra một cái sản phẩm, một cái combo nước các bạn nhá, Brotit các bạn. Brotit thì các bạn mua đâu đó thì bạn ủ hết 200 nghìn được một phi, được một gọi là một tạ đấy, một tạ đến năm 50 kg đấy, 50 kg đến một tạ thì các bạn ủ, thì cái đó là các bạn giải quyết gọi là một phần thôi, chứ còn thực ra nó cũng không hết được cái mùi hôi đó. Cái cơ bản đó là mình áp dụng từ cái em của Đào Khoảng Một Hà Nội, rồi đến em mix, em gel mua ở trên mạng, rồi Brotit mua ở đại lý, thì cơ bản nó cũng không 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 được như mong muốn các bạn. Nó giảm mùi hôi đi khoảng cỡ tầm 8 8 phần, nhưng còn 2 phần nó vẫn còn mùi các bạn. Đấy. Thì là như vậy. Sau đó các bạn nha. Thì đến cái clip này ngày hôm bữa mình đưa cho các bạn gọi là cái khái niệm là vi sinh các bạn, men vi sinh, gọi là cái vi sinh bản địa, thì mình thú thật với các bạn luôn là mình vô tình mình đọc được một cái tài liệu của anh Nguyễn Công Lương, thạc sĩ của Đại học Một Nông nghiệp Hà Nội, anh ấy chia sẻ về cái IM4 các bạn, tức là vi sinh bản địa đấy. Đấy thì một cái cơ duyên nữa các bạn, thì mình tìm hiểu được cái IM4 đấy, thì ở gần nơi mình ở sinh sống ấy, thì có một bạn đó là bạn Việt các bạn nhé, ở trên cái kênh gọi là Nông nghiệp Tây Nguyên Xanh ấy, Nông nghiệp Tây Nguyên Xanh ấy, bạn ấy làm thành công các bạn ạ. Đấy, nhưng mà với hai cái tài liệu này thì mình chưa thấy bạn Việt là chia sẻ về cái áp dụng cho cây cà phê, bạn chỉ hướng dẫn là ủ cái cách gọi là cái vi sinh bản địa này thôi, tức là IM4 này thôi, còn cái cách ủ chi tiết về cá, về đậu nành để áp dụng cho cây cà phê thì mình chưa thấy bạn chia sẻ. Thì để kế tiếp cái thành công đó, cái thành công của cái lĩnh vực IM4 này thì mình thấy rất là hay. Mình phải nói cực kỳ hay các bạn. Nó hay ở cái điểm nào? Tức là cái mình chủ động được cái vấn đề gọi là sản xuất phân vi sinh các bạn. À, cái men vi sinh các bạn. Đấy, biến cái khoản lợi hơn các khoản có lợi trong cây vườn này này, hoặc là ở cái gọi là cái tất cả các men mà các bạn từ cái đầu clip giờ mình giới thiệu các bạn á, là nhược điểm của nó là rất là khó mua, rồi rất là khó áp dụng. Đấy. Thì cái tiếp cận đến IM4 này, tức là cái vi sinh bản địa này, thì các bạn chủ động trong cái khâu mà sản xuất ra cái men các bạn. Đấy, thì đối với bà con nông dân mình á, cái gì chủ động được vẫn là tốt nhất các bạn nhé. Cái gì mà các bạn chủ động sản xuất được là các bạn nắm phần thắng gần như là tuyệt đối trong cái khâu sản xuất nông nghiệp các bạn. Mình không nói ngoa đâu các bạn nhé, mình không nói ngoa. Bởi vì sao? Đối với cà phê,
Cà phê thì thị trường các bạn biết rồi, từ ngày mà tiêu nó lên ấy, thì bà con mình bỏ bê cái cây cà phê rất là lâu, mà phục hồi lại cái vườn cà phê bây giờ không phải là dễ các bạn nhé. Và hơn nữa cái giá cả thị trường bây giờ nó có 10 32 nghìn thôi, 32 nghìn thôi các bạn, mà các bạn không 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 chủ động trong cái gọi là sản xuất phân để giảm thiểu cái phân hóa học, mà các bạn cũng vẫn vẫn cái gì cũng đi mua, thì thú thật với các bạn làm cà phê á, thì rất là nản luôn, bởi vì cái chi phí nó quá cao, công cán bây giờ nó cao rồi các bạn, phân bón rồi nó cao rồi nữa, thì các bạn làm gì có lời các bạn, gần như không có lời nữa, cho nên bà con mình rất là nản trong cái vấn đề gọi là sản xuất cây cà phê. Mình tìm hiểu rồi các bạn ạ, mình tìm hiểu rất là nhiều rồi, nói đến cà phê các bạn hỏi 10 người bà con nông dân mình nói là làm gì cho nó cực, chú ơi bây giờ đi làm cây ăn trái nó khỏe hơn nhiều, cây cà phê chi phí nó cao quá, giá thành nó cao, sản xuất cao quá các bạn, không có lời luôn, 30 ngàn đấy. Thì mình một lần nữa mình quay trở lại cái vấn đề gọi là tự chủ trong sản xuất phân bón trong nông nghiệp, thì bắt buộc các bạn phải dùng đến men các bạn nhé. Thì cái câu chuyện men ấy thì hôm nay mình chia sẻ vào cái clip số 4 này, rồi clip số 5, số 6 bắt đầu mình chuyển đến các bạn gọi là vi sinh bản địa, rồi chủ động trong sản xuất men, rồi kế tiếp đến là chủ động trong sản xuất phân bón để mà phục hồi lại cái vườn cây, bổ sung đất, bổ sung vào dinh dưỡng vào trong đất các bạn nhé. Thì các bạn một năm ấy các bạn kết hợp với phân NPK hoặc phân hóa học á, thì nó giảm đi rất là nhiều luôn các bạn. Ngày xưa các bạn bỏ 4 5 lần thì bây giờ các bạn giảm xuống các bạn bỏ đâu đó 2 3 lần thôi. Cái phân hóa học ấy thì các bạn thấy là các bạn đã là thắng lợi rất là lớn rồi. Cho dù cái giá cà phê 30 nghìn thôi, các bạn vẫn sống rất là khỏe các bạn nhé. Đấy. Thì mình quay cái vườn cà phê này là có lý do của nó các bạn. Đấy. Thì mình áp dụng trong cái vườn này thì để mình chia sẻ với các bạn một câu chuyện thế này. Thì trước khi vào chia sẻ cái sản xuất men vi sinh đấy và phân bón đấy, thì một lần nữa nha bạn nhé, mình nhắc lại cái men này, thì là tài liệu này là do thạc sĩ Hoàng Công Lương, Nguyễn Công Lương gì đấy, thì của Đại học Một Nông nghiệp Hà Nội, bạn ấy chia sẻ. Và mình lấy cái nguồn tài liệu và cái người hướng dẫn mình ban đầu là bạn Việt của kênh nông nghiệp Tây Nguyên Xanh đấy. Để tại sao mình phải nói thế, bởi vì sao, cái này là mình không cái công thức này mình không không phải của mình các bạn nhá, sử dụng lại công thức người ta mình phải dẫn chứng cho nó đầy đủ để sau này tránh đi cái tình trạng gọi là ăn cắp bản quyền, rồi ăn cắp ý tưởng, rồi gọi là ăn cắp gọi là trí tuệ người khác. Thì mình cũng nói thẳng luôn là đến tay mình á, đến tay mình các bạn nhá, mình chỉ để phát triển thôi, tức là mình biến thể nó đi, hoặc là mình nghiên cứu sâu thêm một tí nữa để mình áp dụng cho cây cà phê, cây hồ tiêu, rồi đến cây bơ và cây sầu riêng. Đấy, thì mình nói cụ thể nhé các bạn nhá, một lần nữa là cái công thức ủ cái men này thì mình lấy từ hai cái nguồn đó, đồng thời mình lên trên mạng mình tìm hiểu IM4 của cái tài liệu của nước ngoài các bạn nhé. Đấy, thì mình cũng dịch được tiếng Anh một chút, hoặc là mình nhờ Google, hoặc là mình nhờ các phần mềm ứng dụng ấy để mình dịch ra mình xem. Thì cơ bản thì công thức là giống nhau các bạn, thì chỉ có là mình cái nguồn thức ăn cho vi sinh vật đấy thì ở mỗi địa phương nó khác nhau, thì có khả năng thì mình biến thể đi một tí thì nó vẫn được các bạn. Quan trọng ấy là cái người hướng dẫn ban đầu, ví dụ mình hướng dẫn các bạn ở cái kênh nông nghiệp Việt Nam Vlog này là một cái điển hình các bạn nhé. Còn ngoài ra các bạn không thích xem cái kênh của mình ấy thì mình cũng thật là nói thật luôn, các bạn có khả năng tìm được những cái nguồn tài liệu ở kênh khác, ví dụ là như của bạn Việt của cái kênh gọi là nông nghiệp Tây Nguyên Xanh, hoặc là cái kênh gọi là nông nghiệp sạch của cái giảng viên gọi là Nguyễn Công Lương đấy, thầy chia sẻ rất là kỹ. Nhưng mà mình nói trước là hai kênh đấy, tức là bạn chỉ là chia sẻ về cái công thức gọi là ủ phân thôi, chứ còn mà thực chiến như mình ấy, thì gần như là chưa có clip các bạn ạ, gần như chưa có clip quay đấy. Thì để cho các bạn hình dung là như thế này, thì
em gốc ấy, em gốc của đại học nghiệp, học đại học một nông nghiệp Hà Nội, các bạn phải đi mua các bạn nhá, các bạn phải đi mua đâu đó là tầm gần 2 triệu một can đấy, khi mà các bạn về đến tay với các bạn là gần 2 triệu đấy, nôm na là như vậy. Thì các bạn tự động nhá, các bạn chủ động các bạn sản xuất cái men đó, thì nói nôm na là cái men đi, các bạn đừng có quan trọng hóa, thì các bạn chủ động sản xuất cái men men gốc đó các bạn nhá. Thì cái giá thành của nó mình thưa với các bạn là giảm 10 lần thôi. À, ngày xưa các bạn bỏ 2 triệu thì bây giờ các bạn bỏ ra 200 nghìn thôi, và các bạn sản xuất được nguyên đường can như vậy đấy, các bạn thấy lợi hại chưa? Mà thậm chí mà nó cam đoan với các bạn đó, cái men các bạn sản xuất ra thì mình cam đoan các bạn là dùng dễ và tiện lợi hơn rất là nhiều cái can mà các bạn mua em gốc của đại học một nông nghiệp đấy. Thì các bạn cứ làm đi thì các bạn mới biết được cái giá trị của nó các bạn nha. Thì đây đây là cái giá trị mà mình mang lại trong vòng có 1 năm thôi các bạn, trong vòng có 1 năm các bạn nhìn thấy cái vành vườn cà phê của mình nó bắn cảnh rất là nhiều luôn các bạn. Thì giới hạn trong cái clip này thì mình chia sẻ như thế này các bạn, thì mình dùng chính cái công thức đấy mình tạo ra 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 men gốc đấy, sau đó là mình nhân sinh ra các bạn nha. Các bạn dùng lấy cái chế phẩm đấy, các bạn một là các bạn ngâm ủ phân cá, ngâm ủ phân đậu nành, ngâm ủ bã đậu các bạn nha. Và các bạn lấy cái em gốc đó, các bạn pha với cái tỷ lệ 1/50 hoặc 1/20, các bạn đập cỏ, các bạn đập cỏ như mình đây, các bạn phun trực tiếp vào trong cỏ luôn các bạn nha. Đây các bạn phun trực tiếp vào cỏ, thì cái cỏ này các bạn, cái cỏ này đó là nó sẽ tự động nó phân hủy thành phân các bạn. Đấy đấy là một cái đấy là một cái ưu điểm mình phải cảm thấy rằng là tuyệt đối với cái men này các bạn. Đây các bạn dùng cái cước mà hồi sáng nay mình chia sẻ với các bạn ấy, các bạn đập nát cái này ra các bạn nhá, các bạn dùng cước Nhật hoặc là cước Thái là các bạn đập nát này ra, các bạn dùng lấy cái chính cái men đó các bạn là xịt xịt đè lên cái cỏ này, thì cái cỏ này sẽ tự động các bạn nhá, nó phân phân hủy thành phân, nó phân hủy thành phân các bạn nhá. Thì nếu mà các bạn không có cái men này, các bạn đi mua ở ngoài thị trường á, thì cái chi phí nó rất là đắt các bạn, mình dám cam đoan các bạn rất là đắt luôn đấy, cực cực kỳ đắt. Thì với cái phương pháp mà sắp tới mình chia sẻ với các bạn khi ngâm ủ thành công đấy, có 200 nghìn thôi, các bạn nhân lên đó, thì các bạn xịt cho tầm đâu đó khoảng cỡ 2 đến 3 ha các bạn nhé, 2 đến 3 hect các bạn đấy. Khi mà các bạn được 20 lít em gốc ấy, các bạn nhân nhân nó ra thì nó được cứ 1 lít các bạn nhân với tỷ lệ 1 lít nhân với lại là 150 lít các bạn, thì 20 lít các bạn nhân lên thì các bạn cứ xịt được 2 đến 3 hect các bạn đấy. Hoặc là nếu mà các bạn chịu khó thì các bạn xịt đậm hơn cũng được, thì tốn thêm đâu đó có thêm 200 nghìn nữa thành 400 nghìn được cả vườn các bạn, được cả vườn các bạn đấy. Đấy đấy là cái cách gọi là phục hồi đất các bạn nhá. Thì phục hồi đất thì nó có quy trình rõ, thì hôm nào mình sẽ chỉ cho các bạn cách phục hồi đất các bạn nhá. Phục hồi đất nó từ cái vùng đất chết ấy, với lại đất xấu ấy, thì các bạn dùng cái men của mình chỉ dẫn đấy, các bạn nuôi cỏ hoặc là các bạn trồng cái đậu xanh, cái đậu mà nó có ba lá các bạn nhá, có ba lá đấy, hoặc là cây đậu phụng các bạn trồng lên, các bạn đừng có lấy củ lấy quả, nó cao thế này các bạn lấy cái máy phát cỏ bạn hớt đi, đập nát ra các bạn nhá, sử dụng lấy cái chế phẩm của mình ấy rồi các bạn phun đè lên. Thì mình nói dám cá với các bạn cái vườn của các bạn phục hồi nó rất là nhanh luôn, và 1 năm các bạn làm cho mình 2 đến 3 lần như vậy, hoặc là 1 lần tối thiểu được 1 lần, thì gần như là các bạn giảm được cái chi phí bỏ phân rất là nhiều các bạn. Đây đây các bạn nhá, bạn thấy này, cái vườn cà của mình đến thời điểm này cảnh rất là nhiều các bạn nhá, cảnh phải nói kinh khủng luôn đấy. Đây các bạn, rồi mình chia sẻ với các bạn một cái công thức mà mình tâm đắc nhất các bạn. Các bạn dùng lấy khoảng có tầm 10 ký cá, 5 ký cá hoặc 10 ký cá các bạn nhá, tùy vào cái độ nhiều vườn cây trong vườn các bạn. Các bạn dùng cái men của mình chỉ đấy,
các bạn ủ thành phân phân cá các bạn nhá. Các bạn dùng chính cái phân cá đấy các bạn phun xịt lại cho cái cây này, cho cái vườn này các bạn. Đây, cho cây cà phê. Thì xin lỗi với các bạn chứ. Cái vườn các bạn là phải nói là vô địch. Cành các bạn đây, cành các bạn mình xịt này, các bạn thấy không? Phân mình lần này mới là lần thứ hai thôi các bạn nhá, mình chưa bỏ lần thứ ba mà các bạn thấy nó đã được như thế này rồi. Thì mình cảm thấy là mình rất hài lòng về cái chế phẩm mà mình đã tiếp cận được các bạn. Mình nhắc lại nhá, cái chế phẩm này mình tiếp cận được nha, chứ mình không nghĩ ra các bạn nhá. Mình chẳng qua là người thử nghiệm và đem đến cái giải pháp tối ưu nhất cho bà con nông dân mình thôi. Là và mình khi mình đã thực hiện được thành công rồi thì mình sẽ chia sẻ rộng rãi cho các bạn. Bởi vì mình cũng là người đi học hỏi được mà. Thì không có cớ gì mình không có chia sẻ được cho mọi người. Các bạn ạ. Đấy, thì đây, các bạn thấy đây. Đấy, đây. Các bạn thấy cái kết quả của mình đây. Xin lỗi các bạn chứ cái cành này, cái vực đối với cái dàn cành này thì sang năm á thì chắc chắn á cái vườn của mình sẽ tăng cái sản lượng lên đâu đó khoảng có tầm 15 đến 20% nữa. Đấy các bạn thấy cái vườn cành của mình đây, cành của này rất là dài luôn. Đây. Dài đó các bạn. Đấy, tối thiểu là 40 phân. Mà các bạn thấy rất là khủng khiếp. Đây. Cái cây này trái cũng nhiều các bạn, mà cái cảnh nó rất là tuyệt vời các bạn. Mình cảm thấy mình tuyệt vời, cái phương pháp này quá tuyệt vời các bạn. Đây. Đấy. Nhất là đối với cái vùng đất nào mà nó xấu các bạn nhé, cằn cỗi và xấu thì cái các bạn ngâm ủ phân này kết hợp với đậu nành, các bạn hàng năm các bạn bỏ tiếp sức cho cây thì gần như là nó phát triển một cách vô đối các bạn ạ, rất là khủng khiếp các bạn nhé. Đây, đấy, các bạn xem. Thì hôm nay đây là cái clip số 4, mình nói về cái dinh dưỡng trong đất, quản lý dinh dưỡng trong đất các bạn nhé, trong sản xuất nông nghiệp. Thì kế tiếp những ngày tiếp theo thì mình sẽ nói về cái vi sinh vật trong trong đất các bạn nhé. Mình sẽ nói cụ thể, sau đó là mình sẽ hướng dẫn các bạn ủ phân, phân bón. Thì một số các bạn cũng rất là nóng lòng rồi. Mình định các bạn nhé, mình định là chỉ cho các bạn cái công thức ủ phân theo truyền thống, tức là dùng cái chế phẩm EM và Brutit hoặc là một số chế phẩm mà anh chị cung cấp trên thị trường. Nó luôn luôn đi theo một combo các bạn. Combo một cái sản phẩm đầu tiên, tức là chống mùi hôi thối, phân giải hữu cơ. Đấy, chống mùi hôi các bạn nhé. Và một cái chế phẩm tức là phân giải chất hữu cơ hoặc là cellulose hoặc là phân hủy đạm các bạn nhé. Đấy, thì luôn luôn nó có combo như vậy. Nhưng mà được cái các bạn, khi mà các bạn tiếp cận được cái phương pháp gọi là IM4 này thì các bạn không cần phải hai combo nữa, một combo nữa. Nó bao gồm hết các bạn. Nó rất là dễ làm thôi. Các bạn chủ động các bạn sản xuất được, những cái nguyên liệu vật liệu đều nằm ở trong nhà các bạn hết. Nó thần kỳ, nó nằm ở cái điểm đó các bạn. Nó thần kỳ, nó nằm ở cái đó. Và cái chế phẩm này mình xin nói thật với các bạn luôn là các bạn ứng dụng trong rất là nhiều trong cái lĩnh vực công nghiệp. Tự chủ trong sản xuất phân bón các bạn nhá, tự chủ trong sản xuất thức ăn trong trong chăn nuôi và tự chủ trong phương pháp gọi là khử trùng hôi thối trong cái chuồng trại chăn nuôi của các bạn. Còn thủy sản mình không làm nên là mình không nghiên cứu các bạn nhé. Đấy, thì mình nói rõ là như vậy. Thì một lần nữa, thì cái clip này mình làm tới đây thôi. Thì mình hôm nay mình mở rộng thêm cho các bạn thêm một tí rồi về cái IM4 các bạn nhé. Đấy, thì clip sau mình cũng mong các bạn sẽ bỏ chút thời gian, các bạn xem cái clip về mình nói về cái vi sinh vật ứng dụng trong cây trồng. Thì đối với cái người mà không có chuyên môn trong nông nghiệp các bạn nhé, mình chỉ truyền tải đến những cái kiến thức mà hữu hiệu nhất, cần nhất, ngắn gọn nhất cho các bạn. Còn cái câu chuyện mà chuyên môn thì các bạn tự tìm hiểu trên các website, các nhà chuyên môn khoa học, người ta sẽ giải thích cặn kẽ cho các bạn nhé. Mình ở đây mình chỉ truyền tải đến các bạn đến cái phương pháp làm và thực chiến trong vườn thôi. Còn những cái phương pháp khác thì mình không quan tâm. Và mình cũng không có đủ chuyên môn để giảng dạy cho các bạn nhé. Rồi thân ái chào các bạn. Hẹn các bạn trong cái video tiếp theo để mình làm về chuyên về cái lĩnh vực gọi là phục hồi đất và cung cấp cái dinh dưỡng hàng năm cho cây trồng các bạn nhé. Rồi thân ái chào các bạn.